Xin chào quý anh chị và các bạn đến với kênh YouTube của Hùng Xe Hơi. Và hôm nay em sẽ làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán lăn bánh của chiếc xe Toyota Wigo thời điểm tháng 3 năm 2024. Và Toyota Wigo thì được phân phối ở thị trường Việt Nam với hai phiên bản là phiên bản số sàn và phiên bản số tự động. Phiên bản số sàn thì có giá niêm yết là 360 triệu và thời điểm hiện tại thì lăn bánh ở thị trường Bắc Ninh và các địa phương có thuế 10% khoảng 400 triệu và tặng kèm cho anh chị theo đó là gói phụ kiện chính hãng và bảo hiểm thân vỏ 1 năm. Cái phương án từ cái chiếc xe dòng xe thứ hai, phiên bản thứ hai là phiên bản 1.2 số tự động cũng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia thì có giá niêm yết là 405 triệu và lăn bánh là 450 triệu. Và tặng kèm cho anh chị là bảo hiểm thân vỏ 1 năm cũng như là gói phụ kiện chính hãng. Để trả góp thì anh chị chỉ cần chuẩn bị giúp em số tiền đối với bản số sàn là khoảng 120 triệu. Còn phiên bản G, bản tự động thì có chuẩn bị số tiền là 120 triệu là thoải mái. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị cập nhật đến giá bán của Toyota Wigo hai phiên bản thời điểm tháng 3 năm 2024. Và cũng đi một vòng xung quanh xe để anh chị ngắm được nội ngoại thất chiếc xe Toyota Wigo này. Và đây là chiếc xe Toyota Wigo có ngoại thất là màu đỏ rất là đẹp. Từ khi Toyota Wigo ra cái phiên bản này và có cái cập nhật về màu đỏ, nó không là đỏ tươi như ngày xưa nữa, thì cái màu đỏ này cũng được anh chị lựa chọn bên cạnh màu trắng ở đây. Thì chiếc màu đỏ này cũng là một chiếc xe được màu là anh chị quan tâm. Thì vừa rồi thì em đã cập nhật cho anh chị về giá bán. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh chị về sơ bộ nội ngoại thất chiếc xe Toyota Wigo này. Thì thông tin tổng thể của chiếc xe như là giá này, về nhập khẩu nguyên chiếc thì em đã cung cấp bên trên rồi. Thì bây giờ em sẽ chi tiết hơn về từng cái bộ phận hiện hình ở trước mắt chúng ta đây. Thì phiên bản 1.2 tự động và 1.2 số sàn thì đều trang bị cái cụm đèn là đèn full LED chia khoang, đèn định vị ban ngày. Và phía trong cái cắm nắp capo này nó sẽ là động cơ 1.2 lít 3 máy i3 và sử dụng hộp số CVT kép, hộp số DCVT thì cho ra cái vận hành rất là bốc và mượt mà, đặc biệt là cực kỳ tiết kiệm. Ở phần thân xe thì la răng của phiên bản tự động này thì sẽ được sử dụng là la răng đúc, còn phiên bản số sàn thì sẽ sử dụng la răng hợp kim và có chụp nhựa bên ngoài. Cái ở phần thân xe thì trang bị cụm gương là có cụm mở gương điện, kết hợp ở trên đó là chức năng cảnh báo điểm mù trên gương cũng như cảnh báo phương tiện cắt ngang về sau khi lùi. Xe Wigo này thì đa số đến khoảng 70% là các chị nữ sử dụng, nên là hai cái chức năng này, hai cái chức năng cực kỳ quan trọng và cực kỳ đáng tiền ở trên chiếc xe Toyota Wigo. Và ở một cái chi tiết nữa, khi mà các chị em mà sử dụng xe có chìa khóa thông minh thì chỉ cần chạm vào xe cái thôi, chạm vào dấu bằng ở đây, xe có cửa nút mở cửa thông minh. Mà vừa rồi thì em đang để chìa khóa trong xe, tránh trường hợp là để quên chìa khóa và khóa cửa lại thì xe sẽ không cho mình khóa và cảnh báo bằng cái tiếng kêu. Đây là cái mức tiêu thụ của xe chỉ có 5,2 lít trên 100 cây, nó quá tiết kiệm rồi. Là bởi vì đó là sự kết hợp giữa động cơ 1.2, 3 máy và hộp số CVT kép. Em nhắc lại một lần nữa, hộp số CVT kép của chiếc xe Wigo này vận hành rất là hay. Cụm đèn ở đây thì cũng được trang trí cơ bản và có hai cái cảm biến phía sau kết hợp với cam lùi. Em sẽ giới thiệu cho anh chị về phần nội thất của xe. Phần nội thất của xe thì cũng cơ bản đủ dùng là cụm mở gương điện chống trơn trượt, rồi các cái chức năng như là điều khiển đa thông tin, nghe gọi, màn giải trí. Ghế thì sử dụng là ghế nỉ, tuy nhiên là anh chị nào muốn có nhu cầu nâng cấp thì bọn em cũng có trang bị ở sẵn ở trong hãng rồi. Màn hình cảm ứng và cụm điều hòa có chế độ mắc cun. Đây là hàng ghế thứ hai của xe. Một cái đặc biệt đối với xe Wigo là cái hàng ghế thứ hai của xe rất là rộng rãi, chắc phải rộng nhất phân khúc chị ạ. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Wigo thời điểm tháng 3 năm 2024. Anh chị cần em tư vấn hay là liên hệ đặt xe thì vui lòng gọi điện giúp em số điện thoại em để trên màn hình. Vui lòng hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.